Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện sinh số nguyên lớn một cách ngẫu nhiên nha. Chúng ta sẽ sử dụng cái lớp Big Integer, nó cực kỳ là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề luôn này. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng lớp Big Integer kết hợp với cái random number. Ok, bây giờ chúng ta có cái ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ viết một cái phương thức, gọi là một cái phương thức static, public static cho nó đơn giản nha. Không phải tạo đối tượng mà vẫn có thể thực hiện. Mình sẽ đo cho đây là chính là Big Integer. Và lúc này thì chúng ta sẽ đặt tên nó là Generate My Big Number đi. Thì lúc này mình sẽ nhận vào một cái tham số int. Giả sử nó là một cái đặt tên là bit đi. Tại vì ở đây thì chúng ta sẽ phải xác định là cái số Big Integer của ta ấy nó có bao nhiêu bit. Được chưa? Cách để xác định cái giá trị thông qua số bit đó là, giả sử các bạn có một cái lượng ví dụ như là 64 bit thì cái giá trị tối đa của một cái số có 64 bit đó là, cách tính của nó là cái giá trị tối đa của nó sẽ là 2 mũ tổng cộng là 64. Đấy, 2 mũ 64 tất cả được bao nhiêu thì trừ đi 1. Đó, thì đây chính là cái giá trị tối đa. Và cái lớp Big Integer này nó random ra thì chỉ có các số từ 0 trở lên thôi, tức là các số nguyên dương. Đó, ok, thì nó sẽ sinh ra những cái số ngẫu nhiên là số dương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái đối tượng của lớp random. Mình sẽ đặt là RAM bằng new random. Chờ. Rồi, tiếp theo đó là mình sẽ tạo ra một cái đối tượng Big Integer. Mình cho là red sẽ bằng new Big Integer. Cái tham số truyền vào hàm tạo ở đây là có hai tham số. Tham số đầu tiên chính là số bit, tức là cái số lớn đấy có bao nhiêu bit. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ truyền cái tham số là cái đối tượng random. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ trả về return rest. Đó, như vậy thì rất là đơn giản đúng không nào. Ở đây thì trong cái main này, giả sử mình sẽ chạy chương trình, mình tạo ra một cái đối tượng Big Integer, ví dụ như là mình đặt là number bằng get generate my Big Integer số bit. Ví dụ mình sẽ tạo ra một cái số nguyên lớn random mà cái số này nó có 128 bit. Được chưa? Thì lúc này chúng ta truyền cái tham số là 128 vào đây. Sau đó thì cuối cùng chúng ta giả sử là kiểm tra nó là số nào. Thì bây giờ mình sẽ này. My big number is cộng thêm với number. Ok. Và lúc này chúng ta sẽ chạy cái chương trình và xem cái kết quả chúng ta nhận được nó là cái gì nhá. Lưu ý là cái số bit chúng ta truyền vào này phải là một cái số nguyên dương. Nếu bạn truyền số âm vào ấy thì nó sẽ ném cho bạn một cái exception đấy. Đây, thì các bạn thấy này, cái số lớn thì cực kỳ lớn luôn. Và mỗi lần mình random thì sẽ được một cái giá trị. Xem là cái giá trị mới của mình là như nào. Đây, được chưa? Mỗi lần random thì mình sẽ được một cái giá trị Big Integer cực kỳ lớn. Giả sử mình sẽ cho nó khoảng 200 bit như nào. Thì là cứ thử thôi. Tại vì nó là số lớn mà. Wow, cực kỳ lớn đúng không nào? Đấy, các bạn thấy nó cực kỳ ảo diệu. Thì để xem là cái nó sinh ra như thế nào thì các bạn có thể nhấn Ctrl và dí chuột vào cái constructor này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái document ở đây, chúng ta tìm hiểu nha. Đấy, thì cái công việc chúng ta đến đây là xong rồi. Sinh số ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ xác định cái số đấy là trong phạm vi khoảng bao nhiêu bit. Thì nhớ là cái new Big Integer này nó sẽ sinh cho chúng ta, đó là theo cái document, nó là sinh ra những cái số nguyên dương thôi. Được chưa?